Chính cô là người dở trò trong cái bộ đồ này đó hả? Có bộ cô thông minh ra rồi đó. Đúng rồi, tại vì tôi thấy hai người chưa đủ nồng cháy, cho nên là tôi mới xịt vô đó loại ớt siêu cay đặc biệt. Sao, đủ nồng cháy chưa? Cái gì vậy nè? Trời đất ơi, ông này mua gì mua 2-3 cái vậy? Mua cho ai vậy? Hồi giờ mình đâu có mặc mấy cái này đâu. Cảm ơn em vì đã ở bên anh. Ngày kỷ niệm hạnh phúc nha em. Yêu em. À, ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình. Cái này chắc là muốn tạo bất ngờ cho mình rồi. Trời đất ơi, cái ông này bình thường khô khan lắm mà, sao bữa nay sến sẩm như không biết nữa. Nhưng mà mình mặc cái này thì sẽ như thế nào ta? Anh. Trời ơi, hôm nay vợ anh nóng bỏng quá. Anh thấy em sao? Thích không? Thích. Anh nói thiệt nha, đêm nay á anh sẽ cháy với vợ, cháy tới sáng. Bài mua mấy cái quà xánh xẩm gì không biết nữa, làm người ta. Nhưng mà không được, mình phải giả bộ như không biết gì mới được. Chứ ông đã cất công chuẩn bị rồi, bây giờ mình vạch trần thì kỳ lắm. Ôi em làm gì ngồi ngoài đây hoài vậy, không đi vô nhà hả? Trời đất ơi, em làm gì vậy? Đố anh sao tự tiện lấy coi vậy? Anh này, trời ơi, ghét quá à. Người gì đâu mà thấy ghét ghê. Sao bữa nay anh xinh xẩm quá vậy? Thôi, được rồi, được rồi. Làm gì vậy hả? Từ nãy giờ ngồi đây nóng quá nên cái đầu bị tiễn tiễn hả? Tự nhiên đứng ngoài đường ôm ấp rồi hôn tùm lum tùm la, hàng xóm ta nhìn thấy sao? Tại em vui quá em mới vậy thôi. Chồng, ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình đó. Anh muốn đi đâu chơi không? Hay là ở nhà đi, em nấu món gì ngon ngon cho anh ăn, chịu không? Thôi bớt màu mè đi. Tại vì ngày mai anh có lịch đi công tác rồi. Em ở nhà muốn nấu nướng hay là muốn đi đâu ăn gì tùy ý đi. Còn bây giờ đi vô ủi mấy bộ đồ, với lại chuẩn bị đồ cho anh ngày mai đi công tác đi. Đứng ngoài đây hoài thì nhất tình. Ủa là sao? Ngày mai kỷ niệm ngày cưới mà đi công tác. Vậy chứ cái hộp quà đó không phải tặng cho mình hả? Vậy là tặng cho ai? Lâu rồi chết. Mình. Trời ơi, đợi anh chút xíu mà giận rồi. Trời ơi, sao anh thích ra được khi mà người của em nó thơm vậy? Trời ơi, em á, lúc nào cũng thơm như vậy, sao anh chịu nổi? Quỷ à. Chịu không nổi á thì cũng phải chịu thôi. Sao? Bữa nay tới trễ á, có quà cho tôi không? Làm cái gì á thì tôi mới tha thứ đó nha, chứ không phải tự nhiên mà tha lỗi đâu. Nhiên. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Tin 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 tin. Cho em hả? Đúng rồi. Quà kỷ niệm 2 năm tụi mình quen nhau. Cuối ra đi, có bất ngờ cho em đó. Để coi, bất ngờ tới cỡ nào. Trời ơi. Ren nữa nha.
anh đúng là lắm chiêu đó nha. Nè, bộ người ta chưa có đủ sexy hay sao mà còn mua bộ đồ ren này nữa. Em thì quá sexy rồi. Nhưng mà biết tại sao anh mua bộ đồ này không? Chỉ có em á, bận cái bộ đồ này vô á, mới hấp dẫn và nóng bỏng được, hiểu không? Đi vô trong, thay bộ đồ ra cho anh ngắm. Lẹ đi. Dẻo miệng quá. Anh chịu hết nổi rồi, lẹ đi. Em mà thay bộ đồ này ra xong á, là anh chết với em. Chết cũng chịu. Đi lẹ đi. Xuất sắc. Đúng là anh chọn cái bộ đồ cho em á, quá hợp luôn. Anh sao mà tự nhiên người em nó nóng dữ vậy? Nóng hả? Trời ơi, nóng quá. Ôi đó, anh cũng thấy rào rực nè. Trời ơi, đã quá. Đã quá em ơi. Không có phải, em nói nóng thiệt. Nóng cái gì? Nóng thì cởi ra cho mát. Đó, mát chưa? Ôi, anh buông em ra coi. Đã nói là nóng ngứa mà, không hiểu hả? Chắc chắn là cái bộ đồ này nó bị cái gì rồi á. Bị cái gì? Từ hồi mà em mặc vô á là em thấy nó kỳ cục mà nó khó chịu mà nó làm sao đâu á. Không có sao đâu, đồ mới mà trời bậy như bà. Ui, ra coi. Chắc chắn là bộ đồ này có vấn đề luôn rồi đó. Vấn đề gì? Đồ mới mà. Mới cái gì? Đó là cái gì vậy? Thiệt tình tục hứng quá. Em ơi, em có sao không? Em gì hả? Trời ơi, anh coi nè, anh bỏ cái gì vô cái bộ đồ này á mà bây giờ á mình mẩy tôi nó nóng mà nó ngứa dữ vậy, không biết nữa. Trời ơi, nó nổi đỏ trên người em kìa. Anh còn hỏi tôi nữa hả? Anh bỏ cái gì vô bộ đồ này? Anh đâu có bỏ cái gì đâu. Ủa, không bỏ hả? Nè, không bỏ, anh mặc thử đi. Ủa, anh chỉ mua tặng em thôi mà, anh đâu có biết cái gì đâu. Mua tặng tôi nữa hả? Đúng là cái đồ biến thái, đồ điên. Tôi đi về. Anh ở đây mình đi. Sao vậy? Ở lại đi em. Thôi mà, anh xin lỗi mà. Em đi đâu? Chuyện vui mới bắt đầu mà, cô vội quá vậy. Nè, chính cô là người dở trò trong cái bộ đồ này đó hả? Có bộ cô thông minh ra rồi đó. Đúng rồi, tại vì tôi thấy hai người chưa đủ nồng cháy, cho nên là tôi mới xịt vô đó loại ớt siêu cay đặc biệt. Sao, đủ nồng cháy chưa? Anh nói sao? Món quà này không phải dành cho tôi hả? Thôi được. Chị, cái tinh dầu ớt này sẽ giúp cuộc tình của hai người thêm nóng bỏng. Anh hay quá ha. Anh bỏ tôi kỷ niệm ngày cưới một mình để anh tới đây. Anh bày vẽ anh hú hí với cái con tiểu tam này. Anh làm gì mà được hả? Anh chấp nhận là anh sai đi. Nhưng mà em cũng không cần chơi quá đáng vậy chứ. Em làm như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao? Bây giờ anh đứng trước mặt tôi, anh dám bảo vệ tiểu tam. Anh hay quá. Thôi được rồi, nếu như đã thích nhau như vậy, tôi thành toàn cho hai người. Từ bây giờ trở về sau, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. À, nãy giờ quên nói với hai người, tôi đang live stream. Chắc là bây giờ gia đình bạn bè của hai người cũng biết hết rồi. Lo mà hứng drama đi. Bye. Nè, cô kia.
cái gì? Có cái chuyện chút xíu à, mà anh cũng giải quyết không xong nữa. Bây giờ anh để bại lộ ra như vậy rồi, rồi lỡ như á chồng sắp cưới của tôi, gia đình của tôi biết rồi sao hả? Rồi bây giờ á mọi người ai cũng biết hết trơn rồi, mặt mũi đâu mà tôi đi vô công ty tôi làm nữa. Đúng là cái đồ ăn hay. Đi ra. Mày sao?